ấy. À, tiện thể thì anh cho em xin cái cạp visit, có gì em đốt xuống luôn cho các cụ, nhỡ mày các cụ của máy hỏng, các cụ còn biết gọi điện cho anh để mà bảo hành. Anh ơi, em hôm nọ mua cái con mèn của anh ấy, em đốt chúng cho các cụ, xong đêm hôm đấy thì các cụ báo mộng này, thì bây giờ tao không có bằng thì mấy thằng đầu trâu mặt ngựa nó không cho tao lái. Khó cho anh nhỉ, bây giờ làm sao anh có thể đốt cả cái trường thi xuống cho các cụ được. Hay là anh bán cho em một cái bằng lái xe đi, xong cho các cụ đi cho nó thoải mái nhỉ. Bằng lái xe á, bình thường người ta bán bằng má các loại kiểu, chứ có ai bán bằng bao giờ đâu. Được thôi rồi, cái này đi, anh sẽ chế cho em cái bằng để đốt các cụ nhá. Cái con iPhone 12 Pro Max hôm nọ em mù của anh ấy, chỉ là các cụ bảo là bây giờ tao là hồn ma, tao không có dấu vân tay nên là tao không mở được, toàn bị treo táo thôi anh ạ. Cái gì? Không có dấu vân tay mà lại mở ấn lung tung được để mà treo táo? Cụ như mày giỏi thật đấy. Thôi rồi, đây, anh đền cho cái này Virtu, phím vật lý ấn thoải mái luôn, khuyến mại thêm cái đồng hồ Seiko để đốt các cụ thơm đảo. À mày ơi, cái sạc dự phòng mà các cụ dùng ấy, tự dưng nó bị nổ ấy. Này, anh nói cho em biết nhá, nhà anh bán vàng má 3 đời là anh bán hàng lởm nhá, đến đời của anh là bán hàng fake. Nhầm, ý anh là đến đời nhà anh là anh không bao giờ bán hàng fake nhá. Cái điện thoại đấy là anh nhập hàng chính hãng đấy, nhập từ bên Trung Quốc nhá, nên anh nói biết là không thể nào có chuyện đó là hàng lởm được nhá. Các cụ dưới dùng bút kiểu gì nó hỏng bây giờ lại bảo anh không đồng ý cái chuyện đâu nhá. Em về báo lại các cụ đi. Em cảm ơn anh nhá. Chào. Ừ. Anh ơi, thế không lấy cả cái zip bảo hành à? Anh ơi, bây giờ người ta dùng số điện thoại hay dùng các visit đâu. Thôi rồi, thôi cứ an tâm về đốt đi nhá, có gì qua đây anh bảo hành cho yên tâm uy tín nhá. Chào anh. Ờ.